Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 6 thực hiện phép tính. Có cái đề là tỷ tuyệt đối của trừ 18 cộng với 25 cộng với lại mở ngoặc trừ cho 30 đóng ngoặc. Thì cái giá trị tuyệt đối này mà khi mà chúng ta sẽ bỏ cái giá trị tuyệt đối này ra thì ở trong này là nó sẽ thành ra là con số dương. Nó luôn nó thành ra là con số dương. Còn 25 này chúng ta ghi lại, còn cộng cho cái chỗ này chúng ta sẽ gọi là mở ngoặc bỏ dấu, mở ngoặc bỏ dấu. Thì đây là trước cái dấu ngoặc là dấu cộng. Thì ở trong này thì cái dấu nó khi mà chúng ta sẽ bỏ ngoặc này cái dấu nó vẫn giữ nguyên. Hiện tại trong cái này là dấu âm 30 thì nó vẫn là âm 30. Còn nếu như ở trước này mà dấu trừ á thì chúng ta sẽ bỏ dấu thì cái dấu ở trong này nó sẽ thành là dấu cộng. Như vậy bước đầu tiên thì chúng ta sẽ bỏ cái trị tuyệt đối này ra. Vậy là âm 18 thành ra là dương 18 cộng cho 25 này chúng ta ghi lại, cái này là phần này chúng ta ghi lại chứ không có gì hết. Còn cái này đó, cái nãy thầy nói là nó trước cái dấu ngoặc này là dấu dương thì ở trong này là dấu âm thì nó vẫn còn nguyên, nó không có bị đổi dấu, như vậy nó vẫn là âm 30. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy hai này chúng ta sẽ cộng lại với nhau, 18 là ta cộng với lại 25 vậy là bằng là 43. Còn này là trừ 30 thì chúng ta ghi lại. 43 mà chúng ta sẽ trừ cho 30 thì chúng ta sẽ được là 13. Rồi, chúng ta xem còn cái bài này các cần lưu ý cái gì không? Thứ nhất là bỏ cái trị tuyệt đối này ra thì luôn là thành một con số dương, luôn là thành một con số dương. Rồi chỗ này thì chúng ta sẽ bỏ ngoặc. Bỏ ngoặc thì cái trước cái dấu ngoặc là dấu cộng thì ở trong này vẫn giữ nguyên. Như vậy chúng ta lưu ý có hai chỗ này thôi. Còn dưới này thì chúng ta sẽ cộng trừ với nhau thôi, bình thường. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.